Chào khán giả của đồng hồ Duy Anh. Nếu bạn đã từng xem video YouTube về G-Shock, chiếc đồng hồ này được thả từ trực thăng ở độ cao 40m hoặc bị xe tải 25 tấn cán qua và vẫn hoạt động thì bạn sẽ thấy được nó mạnh mẽ như thế nào. Có lẽ không cần phải giới thiệu nhiều vì Casio G-Shock DVK5600CA8DR là chiếc đồng hồ hậu duệ của DVK5000C biểu tượng. Hãy xem video và cùng mình khám phá em nó nhé. Chiếc G-Shock đầu tiên được phát hành vào năm 1983 và nó thể hiện những nguyên tắc cốt lõi đã khiến G-Shock trở thành huyền thoại. Ý tưởng về G-Shock đầu tiên được hình thành vào năm 1981 với mục đích tạo ra một chiếc đồng hồ gần như không thể phá hủy dựa trên khái niệm triple ten với tuổi thọ pin 10 năm, khả năng chống nước 13 và khả năng chống sốc 10m. Mẫu đồng hồ DW5600CA8DR là sự chắt lọc tinh tế nhất những gì người tạo ra G-Shock Kikuo Ibe nhắm đến với thiết kế ngụy trang táo bạo, là một chiếc đồng hồ gần như không thể phá hủy. Một trong những đặc điểm rõ ràng nhất của G-Shock là độ bền của chúng, và mẫu đồng hồ này cũng không ngoại lệ. Nó có cấu trúc chống sốc có thể chịu được rơi, va đập và chèn ép. Vỏ được làm bằng nhựa resin, một loại vật liệu nhẹ nhưng chắc chắn. Mặt kính khoáng cứng có khả năng chống chảy xước, đảm bảo mặt đồng hồ luôn rõ ràng và dễ đọc ngay cả trong nhiều năm sử dụng. G-Shock được thiết kế để đeo trong môi trường khắc nghiệt, khiến chúng trở nên lý tưởng cho các vận động viên, nhà thám hiểm và bất kỳ ai cần một chiếc đồng hồ có thể theo kịp lối sống năng động. DVK5600CA8DR có mặt số vuông cổ điển với kích thước vỏ là 48,9 x 42,8 x 13,4mm. Đó là một trong những chiếc G-Shock mỏng nhất hiện có, cùng khả năng chịu nước lên đến 200m, nghĩa là bạn có thể đeo khi bơi lội, tắm biển và thậm chí là lặn với ống thở. Chiếc đồng hồ này có màn hình kỹ thuật số hiển thị thời gian ở định dạng 12 giờ hoặc 24 giờ. Nó cũng bao gồm các tính năng như lịch tự động đến năm 2099, đồng hồ bấm giờ, đồng hồ đếm ngược và báo thức. Đồng hồ có đèn nền phát quang điện tử, có thể dễ dàng xem giờ trong điều kiện ánh sáng yếu. Bên cạnh đó, nó cũng có cảnh báo bằng đèn flash nhấp nháy. Độ chính xác được xác nhận cho mẫu đồng hồ này là khoảng cộng trừ 15 giây mỗi tháng, với tuổi thọ pin CR2032 dự kiến là khoảng 2 năm. DVK5600CA-D8R vẫn đúng với thiết kế G-Shock cổ điển đã trở nên dễ nhận biết. Vỏ hình vuông, màn hình kỹ thuật số là đặc điểm nổi bật của G-Shock. Tuy nhiên, mẫu này tạo thêm điểm nhấn độc đáo với họa tiết ngụy trang trên mặt số và có vỏ màu trắng kem. Họa tiết dàn di mang lại sự thú vị về mặt thị giác sẽ khiến nó trở nên khác biệt so với các mẫu G-Shock màu đen tiêu chuẩn. Yếu tố thiết kế này sẽ mang lại cho đồng hồ vẻ ngoài hiện đại và phong cách, trong khi vẫn giữ được sức hấp dẫn thể thao của G-Shock. Casio G-Shock DVK5600CA8DR không chỉ là một chiếc đồng hồ, nó còn là biểu tượng của độ bền, chức năng và phong cách vượt thời gian. Đó là dòng đồng hồ đã được các vận động viên, nhà thám hiểm, quân nhân, cảnh sát tin tưởng trong nhiều thập kỷ. Với mức giá chỉ hơn 3 triệu, đây là sự bổ sung xứng đáng cho di sản của G-Shock và là chiếc đồng hồ thể thao mà bạn có thể cần. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của đồng hồ Duy Anh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.